Ngày 10 tháng 11, Cục Thuế tỉnh Trà Vinh tổ chức trao thưởng cho các hộ kinh doanh cá nhân trúng thưởng chương trình hóa đơn may mắn quý 2 năm 2022. Chương trình hóa đơn may mắn triển khai tại tỉnh Trà Vinh cho đối tượng là toàn bộ hóa đơn của người bán là tổ chức cá nhân thuộc Cục Thuế tỉnh Trà Vinh và các chi cục thuế khu vực trực thuộc quản lý trực tiếp. Chương trình hóa đơn may mắn được thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn của người nộp thuế trên hệ thống hóa đơn điện tử tập trung của ngành thuế. Mỗi hóa đơn đưa vào lựa chọn một lần duy nhất. Cục Thuế đã bấm nút lựa chọn ngẫu nhiên bằng phần mềm hóa đơn may mắn và từ gần 9.800 hóa đơn đã chọn ra 21 hóa đơn may mắn trúng thưởng, gồm 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 12 giải khuyến khích. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất trị giá 5 triệu đồng, 3 giải nhì mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, 5 giải ba mỗi giải trị giá 2 triệu đồng và 12 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 500.000 đồng. Tổng giá trị giải thưởng hàng quý là 30 triệu đồng. Chương trình hóa đơn may mắn nhằm khuyến khích người mua lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ để tăng cường quản lý doanh thu kinh doanh, tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, khuyến khích người bán hàng hóa cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế để bảo vệ quyền lợi cho người mua và góp phần chống gian lận về thuế,